Xin chào, lại là bạn sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room và đây là bí quyết khoa học để múa dưa ngon của Zilly. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi múa dưa nào. Dưa muối sỏi mà ngon thì phải có vị chua vừa phải, màu ngã vàng, mùi thơm. Nói thì dễ, nhưng muối được mẻ dưa ngon thì không phải là việc ai cũng làm được. Sau đây là vài mẹo múa dưa theo khoa học để giúp các bạn nâng cao tay nghề nha. Trước khi vào bài thì các bạn chỉ cần biết như thế này. Múa dưa là quá trình lên men do vi khuẩn Lactobacilli thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ ngâm cứu cái câu này. Vi khuẩn Lactobacilli lên men bằng cách ăn đường vào rồi biến nó thành axit lactic. Vì thế mà dưa có vị chua. Đường này vốn có trong rau củ quả. Chúng ta ngâm rau củ quả vào nước muối để rút một ít đường ra cho vi khuẩn xơi. Muối cũng sẽ rút nước từ trong rau củ quả ra, làm cho vỏ dưa càng ngày càng nhiều nước, làm nồng độ muối trong nước muối dưa cứ loãng dần. Điều này không tốt. Để tránh bị lỏng bỏng nước, bạn nên phơi rau củ quả cho hơi héo một chút trước khi muối. Vi khuẩn Lactobacilli có thể chịu được nồng độ muối loãng, trong khi nhiều sinh vật khác không chịu nổi muối. Muối dưa tốt nhất là bằng nước muối đậm vừa phải để tạo điều kiện cho Lactobacilli và diệt những thứ linh tinh khác. Nước muối loãng quá thì các vi sinh vật khác sẽ mọc tràn lan, làm hỏng dưa. Nếu muối mặn quá thì cả Lactobacilli cũng sẽ ngấm mất, dẫn đến dưa muối không chua, chỉ mặn chát. Vi khuẩn Lactobacilli thích nhiệt độ ấm áp, tầm 37-40 độ C. Đây là lý do vì sao muối dưa mùa hè nhanh ngấm hơn mùa đông. Khi nhiệt độ cao, Lactobacilli sinh sôi nảy nở nhanh hơn, lên men sung sức hơn, dưa muối chua nhanh hơn. Vậy nên lúc pha nước muối dưa, bạn nên pha nước ấm vừa phải. Chớ dùng nước nóng quá và tuyệt đối không dùng nước sôi sùng sục. Trên 70% là hầu hết các vi sinh vật, bao gồm cả Lactobacilli luôn, đã ngắt ngoải rồi. Ban đầu khi mới vào vại, chất đường trong rau củ chưa kịp tiết ra. Để tạo điều kiện cho Lactobacilli, bạn có thể thêm chút đường vào nước muối dưa. Ít thôi nha, nếu không thì các vi khuẩn khác sẽ được mùa và thế là dưa sẽ bị ván hoặc bị khú. Bạn cũng có thể thêm chút hành củ và hành lá. Trong hành có kháng sinh tự nhiên, sẽ giúp ngăn chặn những vi sinh vật thích bon chen vào vỏ dưa của bạn. Vi khuẩn Lactobacilli là vi khuẩn kỵ khí và quá trình lên men trong muối dưa cũng là một quá trình kỵ khí. Vì thế khi múa dưa, bạn phải nén chặt. Tốt nhất là kiếm một cục đá to và nặng để nén dưa ngập sâu vào nước, rồi đậy chặt vào. Nếu quá nhiều không khí, oxy lọt vào, quá trình lên men sẽ bị chậm lại hoặc không xảy ra, dẫn đến dưa để mãi mà chẳng chua, chỉ thấy khú dần. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ Spy Room chúng mình. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Chúc các bạn múa dưa ngon và được mẹ khen nha.